Xin chào quý khách, hôm nay Yossi Việt Nam xin giới thiệu cho quý khách dòng sản phẩm máy sấy thực phẩm có model là DB91. Với dòng sản phẩm này của thương hiệu Đức Việt. Với cái dòng sản phẩm này thì được thiết kế hoàn toàn bằng inox 304 và có hai cái phần ở mặt trước thì nó sẽ có hai cái phần khe thoáng để thoát cái nhựa hơi ẩm của thực phẩm khi khách hàng đang sấy, và ở phần giữa là cái phần kính chịu nhiệt để giúp chúng ta có thể nhìn vào bên trong thực phẩm của chúng ta nó đã đạt thành phẩm hay chưa. Và ở cái phần mặt trên của sản phẩm thì nó có hai cái phần tay nắm để giúp chúng ta dễ dàng di chuyển sản phẩm, và có mặt hiển thị ở bên trên. Thì với cái mặt hiển thị này thì có một nút nguồn on off và một nút thời gian và nhiệt độ, và điều chỉnh thời gian và nhiệt độ, tăng chỉnh giờ giấc thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng hai cái phím này. Ở bên trong của máy thì được thiết kế là hoàn toàn là 16 khay. Ở bên trong của máy thiết kế hoàn toàn là 16 khay inox. Và đây là inox dạng lưới để chúng ta để thực phẩm lên, nó sẽ dễ dàng thoát những cái hơi ẩm của cái thực phẩm của chúng ta đang sấy, nó sẽ thoát dễ dàng thoát hơi ra ngoài và để thực phẩm nó sẽ nhanh khô hơn. Với cái dòng sản phẩm này thì được sử dụng nguồn điện là 220V và có công suất là 1500W và có kích thước là 420 × 600 × 550. Với cái dòng này thì ở bên trong nó được tích hợp là có một còng nhiệt và hai quạt sấy. Đây là phần ở bên ngoài của máy. Tổng quan của máy thì có được thiết kế hoàn toàn bằng inox, và ở dưới của chân của máy thì được thiết kế bằng chân cao su giúp cái máy của chúng ta có thể dễ dàng giữ nguyên cố định một chỗ mà không bị di chuyển khi đang sử dụng. Nếu mà quý khách mà có nhu cầu mà muốn xem sản phẩm này của chúng tôi thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại là 0912863364 và 0928207007 và 0868998663 để có thể được nhân viên của chúng tôi tư vấn trực tiếp cho quý khách cũng như về giá cả và chất lượng của sản phẩm.